Trung Sốc, sinh năm 1971, là diễn viên người Mỹ gốc Hàn. Anh từng là huấn luyện viên MMA chuyên nghiệp, chỉ nhận huấn luyện cho những võ sĩ danh tiếng. Bên cạnh đó, anh còn rất thành công trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Phim mà Ma Đông Sốc đóng thường là những bộ phim hành động với các vai diễn ông trùm siêu ngầu hoặc là những tay xã hội đen với các cảnh đá đấm rất là mãn nhãn. Từ hành động cho đến hài, Ma Đông Sốc luôn mang đến cho các nhân vật của mình sự sống động và thu hút khán giả. Vậy thì hãy cùng Blog Giải Trí xem ngay những bộ phim hay nhất của Ma Đông Sốc trong video này nhé! 1. Bộ phim The Round Up. Đây là bộ phim mới nhất mà Ma Đông Sốc đóng. The Round Up là phần hậu truyện của tựa phim hành động là The Outlaws năm 2017. Nội dung phim xoay quanh chuyến phiêu lưu tiếp theo của thám tử Ma Sốc Đô do Ma Đông Sốc đóng và đội điều tra tội phạm bạo lực tại sở cảnh sát. Lần này thì họ sẽ truy đuổi Kang Hae Sang, một siêu phản diện đang trú ngụ và gây tội ác tại Việt Nam. Theo thống kê của Coffix thì bộ phim The Round Up là bộ phim ăn khách nhất phòng vé Hàn Quốc tháng 5 vừa qua. 2. Bộ phim Chủng tộc bất tử Eternals năm 2021. Bộ phim này Ma Đông Sốc được tham gia cùng các ngôi sao hàng đầu Hollywood. Eternal là một chủng tộc bất tử, họ xuống trái đất để giúp loài người chống lại những Deviant độc ác và tàn bạo. Cả hai chủng tộc Deviant và Eternal thì đều được Celestial tạo ra, tuy nhiên lại có tính cách khác nhau hoàn toàn. Deviant thì đã nung nấu ý định là chiếm đóng trái đất từ rất lâu rồi, và giờ thì Eternal sẽ phải ngăn chúng lại. Và Ma Đông Sốc là một trong những chiến binh đó. 3. Bộ phim The Best Guy, Reign of Chaos năm 2019. Bộ phim có tựa Việt là Những gã tồi, biệt đội bất hảo. Sau hai phần phim đã ra mắt thành công thì Những gã tồi mùa thứ 3 vẫn không hề giảm sức hút mà ngược lại còn làm mưa làm gió các rạp chiếu phim của Hàn Quốc. Và Ma Đông Sốc cùng với các diễn viên ở trong phim thực sự không khiến khán giả phải thất vọng. Những gã tồi biệt đội bất hảo tiếp tục xoay quanh câu chuyện về 4 thành viên có đời tư không được trong sạch. Một lần thì đội áp giải tội phạm tại nhà tù Hàn Quốc đã bị công kích. Cảnh sát Hàn Quốc quyết tâm tìm ra chứng cứ để làm sáng tỏ vụ án này. Lần này thì băng nhóm tội phạm khét tiếng của Woo Tak lại tiếp tục cùng với cảnh sát để truy tìm thủ phạm vụ án ở trên. 4. Bộ phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ năm 2019. Bộ phim Hàn Quốc này là minh chứng cho khả năng diễn xuất xuất sắc của Ma Đông Sốc trong suốt những năm qua. Bộ phim hành động Trùm, Cớm và Ác Quỷ vừa kịch tính lại có phần kinh dị đen tối này sẽ đưa bạn theo chân một tên xã hội đen và một tên cảnh sát do những tình huống bất ngờ buộc họ phải hợp tác với nhau để truy tìm một kẻ giết người hàng loạt. 5. Bộ phim của Ma Đông Sốc đóng, Gangster tái xuất Unstoppable năm 2018. Bộ phim Hàn Quốc này kể về Dong Chun do Ma Đông Sốc đóng, một tay xã hội đen khét tiếng đã lui về ở ẩn, cố gắng sống một cuộc sống bình thường với gia đình của mình. Tuy nhiên một ngày nọ thì vợ của anh, Jisoo do Song Ji-hyo đóng, bị bắt cóc, Dong Chun buộc phải tái xuất giang hồ và lần theo những manh mối để tìm cách cứu vợ. 6. Bộ phim Hàn Quốc, Thử thách thần chết 49 ngày cuối cùng năm 2018. Nội dung của phần này vẫn tiếp tục câu chuyện về ba vị thần ở trong phần đầu tiên là Gang Rim, Ha Jung-woo đóng, Won Mek, Ju Jin-hoon đóng và Duk Chun, Kim Hyang-gi đóng. Họ sẽ hướng dẫn linh hồn thứ 49 của họ là Su-hong do Kim Dong-wook đóng thông qua các thử thách ở địa ngục với lời hứa tái sinh. Và trong cuộc hành trình này, họ sẽ gặp Sung Ju-sin do Ma Đông Sốc đóng, một nhân vật bí ẩn sẽ ở đây cho họ nhiều khó khăn. 7. Bộ phim Ngoài vòng pháp luật, The Outlaws năm 2017. Bộ phim của Ma Đông Sốc dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc chiến giữa một băng đảng Hàn Quốc và một băng đảng Trung Quốc. Hai nhóm chiến đấu để kiểm soát quận Garibong của Seoul hay còn gọi là khu phố Tàu. Trong phim thì Ma Đông Sốc và Mai Ma Sốc Đô, một cảnh sát địa phương, người được giao 10 ngày để kiểm soát tình hình và dẹp loạn cuộc chiến đấu của băng đảng này. Dù biết rằng băng đảng này rất là tàn bạo, tuy nhiên với sự khôn ngoan, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, cảnh sát Ma Sốc Đô đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. 8. Bộ phim Chuyến tàu sinh tử Train to Busan năm 2016. Đây là bộ phim rất là nổi tiếng của Ma Đông Sốc. Nội phim nói về hành trình của nhóm hành khách ở trên chuyến tàu tử thần khi họ phải cố gắng tìm cách để sinh tồn trước đại dịch zombie của Hàn Quốc. Và trên chuyến tàu này có cha con của Sốc Woo, Gung Joo thủ vai, đang trên đường tới Busan. Việc đấu tranh chống lại các thây ma ở trên chuyến tàu này đã khiến cho Sốc Woo trở nên gắn kết tình cảm với con gái của mình. Và cũng qua đó mà họ làm quen được với những người tốt ở trên chuyến tàu.
Trong phim thì Ma Dong Seok vào vai một người chồng lẩm cẩm, tuy nhiên làm mọi cách để bảo vệ người vợ đang mang thai của mình ở trên chuyến tàu đầy xác sống này. 9. Bộ phim Đội đặc nhiệm số 38, 38 Task Force năm 2016. Bộ phim lấy cảm hứng từ chi cục thuế số 38 ở tòa thị chính Seoul. Nội dung phim Ma Dong Seok đóng lần này thì nói về những chuyện gay cấn xảy ra khi đội trưởng đội thu thuế sẽ quyết định hợp tác với những tên tội phạm đặc biệt để thu thuế của những người có thu nhập cao. Những tên tội phạm này thì dùng chính các kỹ năng gian lận và lừa đảo của mình để bắt những tên chuyên trốn thuế. Trên đây là 9 bộ phim hay nhất của Ma Dong Seok. Bạn đã xem hết hay chưa? Hãy nốt lại để từ từ thưởng thức các bạn nhé!